Vâng ạ, thưa quý vị, ngay lúc này thì quý vị cùng với chúng tôi có thể quan sát thấy được những cung đường tại khu vực camera từ phía chương trình ạ. Tổng thể thì tại những cung đường của thủ đô Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay đang ghi nhận một lưu lượng giao thông không quá đông đúc đâu ạ. Vì vậy là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, và đặc biệt là trong buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết cũng đang có một hình thái khá là dễ chịu, trời mát mẻ, không có mưa như những dự báo trước đó đến từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn. Và ngày hôm nay các cung đường của thủ đô Hà Nội đều đang rất thuận tiện dành cho người dân và phụ huynh có thể đưa con em của mình đến với kỳ thi vào lớp 10 vào ngày đầu tiên, là một ngày vô cùng quan trọng của kỳ thi này. Và bây giờ thì xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ giúp chúng tôi di chuyển tới những cung đường của thủ đô Hà Nội để giúp quý vị khán giả cập nhật cụ thể hơn, chi tiết hơn về những cung đường này ạ. Về tổng thể thì tất cả các cung đường đều đang ghi nhận là tình trạng không quá đông đúc đâu ạ. Như tại khu vực Nguyễn Lương Bằng, quý vị có thể quan sát cùng với chúng tôi ngay lúc này. Ở khu vực ngã 6 Chợ Dừa thì lưu lượng giao thông đang không quá đông đúc, và đây là một lưu lượng phù hợp để quý vị phụ huynh có thể đưa con em của mình di chuyển sớm tới địa điểm thi. Và ngày hôm nay thì vào khoảng 8 giờ sẽ diễn ra ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Và theo như kinh nghiệm cũng như chia sẻ đến từ các chuyên gia thì quý vị phụ huynh nên đưa con em của mình tới với điểm thi trước đó khoảng 1 tiếng cho đến 30 phút để các bạn có thể quen được với môi trường, với không gian của điểm thi, để giúp cho các bạn có một tinh thần thoải mái nhất bắt đầu cho một ngày thi. Chúng tôi xin được chuyển đến những khu vực tiếp theo ạ. Vâng, thưa quý vị, khu vực đường Trường Chinh thường ngày thì vào khung giờ buổi sáng hay là những khung giờ buổi chiều, những khung giờ cao điểm thì thường ghi nhận tình trạng đông đúc và ùn ứ. Nhưng ngày hôm nay trong một buổi sáng thứ bảy thì ngay lúc này vào khoảng hơn 6 giờ, thời tiết và giao thông đang rất thuận lợi dành cho các bác tài di chuyển và các phụ huynh có thể đưa con em của mình đến với các điểm thi. Xin mời những điểm tiếp theo ạ. Lưu lượng giao thông đang là khá dễ chịu trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lát nữa thì dự báo trong khung giờ từ 6 giờ 30 cho đến tầm 7 giờ 30 sẽ là khung giờ mà lưu lượng giao thông sẽ đông hơn, vì lúc này quý vị phụ huynh sẽ đưa các sĩ tử của mình đến với các điểm thi tại các trường học ạ. Còn bây giờ thì trên camera của chúng tôi đang ghi nhận thấy lưu lượng giao thông đang là khá thuận lợi, và đặc biệt là không có mưa, thưa quý vị. Theo như dự báo thì trong 2 ngày cuối tuần thủ đô Hà Nội cũng sẽ ghi nhận những cơn mưa dông xuất hiện bất chợt. Tuy nhiên ngày hôm nay thì vào khoảng thời điểm hơn 6 giờ 5 phút thì đang không ghi nhận là lượng mưa xuất hiện tại thủ đô Hà Nội. Hầu như tại các cung đường thì đều đang khá là dễ chịu, và khu vực ngã tư Sở thì có hơi đông một chút khi mà các phương tiện đang tạm thời dừng lại để tuân thủ tín hiệu đèn giao thông thôi ạ. Còn đâu hầu khắp các cung đường ghi nhận ùn tắc như là đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng hay là đường Vành Đai 3 hay các cung đường khác của thủ đô Hà Nội thì đều đang ghi nhận tình trạng giao thông khá thuận lợi. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục với những thông tin tiếp theo của bản tin ngày hôm nay.